Trưởng lão Thích Thông Lạc. Về cái sơ thiền và cái nhị thiền, phải xác định được cái phương pháp và cách thức tu của cái sơ thiền như thế nào, và cái nhị thiền như thế nào, và cái trạng thái đạt được nhị thiền ở mức độ nào gọi là sung mãn, và ở mức độ nào nó chưa sung mãn. Nghĩa là mình tu mình phải biết được cái trạng thái của sơ thiền nó sung mãn ở chỗ mức độ nào, gọi là cái sơ thiền nó đã hoàn tất được cái sơ thiền. Chứ nhiều khi chúng ta chỉ trong vòng một phút hoặc một giây, hoặc là một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, mà chúng ta đạt được một cái trạng thái sơ thiền chưa hẳn đã sung mãn. Cho nên Đức Phật nói bằng 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Bây giờ trong 7 ngày mà chúng ta tu tập, trong 7 ngày mà chúng ta tu tập nó sung mãn được cái sơ thiền của nó, tức là nó tròn đầy được cái sơ thiền, thì cái trạng thái của sơ thiền nó ở chỗ nào? Nó ở chỗ cái tâm không phóng dật, tự nó không phóng dật, chứ không phải là chúng ta bắt ép nó vào một cái đối tượng nào mà nó không phóng dật. Thí dụ như bây giờ mình biết rõ ràng là Đức Phật đã xác định cái tâm nó sẽ định trên cái thân của nó, mà hiện bây giờ cái thân nó đang thở ra và thở vô, thì nó phải định ở trên cái hơi thở ra, hơi thở vô của nó, chứ nó không thể định ở trên một cái thân mà bất động. Bởi vì cái thân nó đang thở, chứ không phải là cái thân nó không thở. Cho nên nó phải định ở trên cái thân nó, là định trên cái thở, cái động của nó, cái động của thân. Mà cái thân nó không có động thì nó định trên cái không động của thân nó. Nhưng bây giờ cái thân của chúng ta nó chưa phải tới cái tứ thiền, cho nên cái thân của nó còn thở. Vì vậy cho nên nó không thể nào mất hơi thở được. Cho nên cái sơ thiền nó luôn luôn nó phải biết cái hơi thở của nó. Nhưng mà biết cái hơi thở mà không phải bắt buộc nó tu tập cái hơi thở, mà bắt lấy cái hơi thở để ép buộc nó phải biết hơi thở, thì như vậy chúng ta bị ức chế cái tâm chúng ta biết hơi thở, chứ không phải là chỗ nó tự nó biết hơi thở. Cho nên cái mục đích của Đạo Phật dạy chúng ta cách thức tu á, là ly dục ly ái pháp, để cho cái tâm của chúng ta nó lìa cái những cái tâm tham sân si đó, mà nó trở về nó định trên hơi thở, gọi là tâm không phóng dật. Cho nên Đức Phật mới nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Muốn thành một bậc giải thoát như Đức Phật thì chỉ có duy nhất là tâm không phóng dật. Mà chỉ duy nhất tâm không phóng dật tức là cái sơ thiền. Cho nên muốn sung mãn được cái sơ thiền này thì nó có cái sự xác định của Đức Phật rất rõ ràng. Từ một ngày một đêm cho đến 7 ngày 7 đêm, mà thầy xác định cho mấy con là từ 24 tiếng đồng hồ, một ngày một đêm mà cái tâm nó quay vô nó định, thì có người mà cái tâm mà nó ly dục ly ái pháp như vậy á, nó xác định cho nó là cái si nó phải lìa. Bởi vì tham sân si mạn nghi nó phải lìa, thì như vậy nó không có buồn ngủ. Nó không buồn ngủ, cho nên suốt cả 24 tiếng đồng hồ từ sáng mà cho tới tối ngày mai, đúng sáng ngày mai, nó vẫn y như vậy, nó vẫn an lạc, nó vẫn khỏe, con người không có mệt nhọc, không có một chút xíu nào buồn ngủ. Thì như vậy rõ ràng nó mới ly tham sân si. Hồi nãy như thầy nói, nếu mà chúng ta còn si, tức là còn buồn ngủ á, thì cái tham sân chúng ta chưa ly. Bởi vì chúng ta nhìn thấy cái si còn thì cái tham phải còn, mà cái tham còn thì cái sân phải còn, mà cái si còn thì cái sân cũng phải còn. Cho nên nếu mà cái si hết thì tham sân nó sẽ hết. Vì vậy mà cái si nó hết mà 24 tiếng đồng hồ mà chúng ta ngồi tỉnh bơ nó không buồn ngủ chút nào hết, như vậy rõ ràng là chúng ta đã đạt được sơ thiền. Nhưng Đức Phật xác định chúng ta 7 ngày đêm kia mà. Vậy 7 ngày đêm mà thức như vậy ai chịu nổi không? Thế mà cái người nhập sơ thiền người ta không ngủ, người ta tỉnh bơ như thế này nè, người ta suốt ngày đêm người ta nó luôn luôn cái tâm nó luôn luôn nó biết hơi thở mới còn tự động nó, ai bây giờ chửi lộn ở kia nó không có để ý đâu. Nghĩa là bây giờ nó ai nói gì sát bên tai của mình nó không để ý. Lúc bây giờ mà cái người mà cái tâm mà nó ly dục ly ái pháp, nó nhập sơ thiền đó, cái tâm đó đó, bây giờ mà đem cái tivi hay đem cái radio để đây, nó bao giờ nó con mắt nó cũng thấy đó, mà nó không có nhìn đâu, nó không có nhìn đâu, nó quay vô nó luôn luôn nó biết hơi thở, nó không có nhìn trên cái tivi mà nó xem hình ảnh đó đâu, mà cái giọng ca hát cách gì nó cũng không lưu ý, nó không có lưu ý, nó nghe đó chứ mà nó không có lưu ý, nó chỉ duy nhất nó biết cái hơi thở của nó, tức là nó đã quay vô, gọi là tâm không phóng dật. Còn bây giờ mấy con lấy một cái máy ghi âm, đem một cái băng nhạc gì đó mà mở hát, cái tâm nó sẽ quay ra liền tức khắc, nó không có quay vô được đâu. Đó là cái chỗ mà chúng ta biết rằng nó đã sung mãn được cái sơ thiền, gọi là nó quay vô, nó định. Cho nên bây giờ khi mà nó sung mãn như vậy rồi thì cái nhị thiền nó rất dễ mấy con, nó dễ như trở bàn tay. Thầy nói như là mình nhập nhị thiền, như là mình cái bàn tay của mình ngửa vậy, mình sẽ úp lại như thế này, nó dễ như vậy, nó không khó cái nhị thiền. Mặc dù là chúng ta bây giờ chúng ta muốn nó tịnh chỉ tầm tứ, nó ngưng cái ý thức của chúng ta, điều đó chúng ta thấy khó. Bây giờ chúng ta muốn cái hơi thở tịnh chỉ chúng ta thấy khó, mà tới chừng mà cái tâm của chúng ta sung mãn được cái sơ thiền rồi thì cái hơi thở chúng ta rất dễ, muốn nó là nó tịnh chỉ liền cho chúng ta thấy, nó không khó đâu. Cho nên bây giờ chúng ta phải xác định được cái vị trí của chúng ta đứng đang tu cái pháp gì. Như con phải xét thấy bây giờ cái sơ thiền của mình chưa sung mãn đâu, nó có sơ thiền
Thầy đồng ý là các con người nào vào tu chắc con cũng có cái trạng thái mà các con nhận ra được, nhận ra được cái trạng thái sơ thiền được liền, là người nào cũng có thanh thản an lạc vô sự, phải không? Chúng ta ai cũng có, nhưng mà cái thời gian mà nó để thanh thản an lạc vô sự nó không dài mấy con, nó sẽ bị mất ngay liền. Ai cũng có hết chứ không phải là người nào cũng có. Cho nên một chú bé mà 8 tuổi, như Đức Phật ngày xưa 8 tuổi đi theo vua cha, ngồi dưới cây táo, cây hồng táo mà ngồi đó để mà ly dục ly ác pháp, thì chú bé vẫn thấy mình được cái chỗ mà trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó chứ. Cho nên Đức Phật khi mà cuối cùng thì Đức Phật nhớ lại cái trạng thái đó mà nói nếu mà chúng ta ly cái lộ trình này có thể là giải thoát. Do đó sau khi Đức Phật ăn uống trở lại, thân thể được khỏe mạnh, thì Ngài thực hiện con đường này, cho nên cuối cùng là Ngài chứng được đạo. Thì rõ ràng là chúng ta thấy ai cũng có cái sơ thiền được hết, nhưng mà cái sơ thiền chúng ta chưa sung mãn. Chúng ta có thể kéo dài được một giờ, nhưng chúng ta kéo dài hơn không được. Cho nên chúng ta chưa ly dục ly ái pháp hoàn toàn thì cái thời gian này chúng ta chưa có kéo dài được. Nhưng mà khi ly dục ly ái pháp hoàn toàn thì nó chứng minh cho tâm cái si của chúng ta phải sạch. Mà cái si sạch thì chúng ta không buồn ngủ nữa. Nó hết có buồn ngủ, nó hết có si, nó tỉnh bơ, vì vậy mà gọi là tỉnh giác. Cho nên nó rất tỉnh, nó ngồi nó rất an ổn, nó tỉnh, nó không có chút gì buồn ngủ. Mà trong khi chúng ta ngồi chơi, không làm, không lao động, vô sự hoàn toàn mà. Chứ phải chi chúng ta làm cái gì đó thì chúng ta sang nghe, chúng ta xem phim, chúng ta thấy đá banh này kia thì chúng ta không buồn ngủ. Nhưng mà trái lại chúng ta không làm gì hết mà lại không buồn ngủ. Cái đó là mới cái đặc biệt của Đạo Phật. Cái tâm nó quy vô, luôn luôn nó biết hơi thở, tự tâm nó biết hơi thở. Hơi thở nó có nhiều cái sự thay đổi, mà cái sự thay đổi của nó là bị tưởng. Còn cái hơi thở mà của sơ thiền không thay đổi. Nó tới mức độ đó thì nó cứ thở đều đều như vậy. Nó không nhẹ nữa mà nó không có mất nữa. Còn chúng ta bị hơi thở, thí dụ như cảm giác nó nhẹ, coi chừng bị tưởng tức. Tưởng tức nó làm thì chúng ta nhẹ. Rồi nhiều khi tưởng tức nó làm chúng ta thấy mất hơi thở, không thở. Cái tưởng của chúng ta nó làm chúng ta không thấy hơi thở. Chứ sự thật là chúng ta không thở là chúng ta chết. Chứ chúng ta làm sao bị gì? Chúng ta chưa có cái năng lực, chưa có cái định lực để mà ngưng các cái hoạt động trong thân thì chúng ta sẽ bị chết. Cho nên hoàn toàn chúng ta bị tưởng nó che khuất, chúng ta không thấy nó mà thôi. Bắt đầu chúng ta thở bình thường như thế này, bắt đầu nó cái tưởng của chúng ta nó làm cho hơi thở nhẹ chậm, chúng ta thấy nó an ổn vô cùng, là tưởng là mình vào định. Không phải, cái tưởng của chúng ta bị cái tưởng tức nó đã làm cho chúng ta lệch đi rồi. Do đó chúng ta phải bảo hơi thở lại bình thường, không có được nhẹ chậm nữa. Do đó chúng ta hướng tâm ý thức chúng ta thì hơi thở bắt đầu nó thở trở lại bình thường. Chúng ta không để cho hơi thở chúng ta theo cái tưởng được. Vì vậy mà khi tu thì khi mà cái tâm mà chúng ta nó không phóng dật, nó ở trên hơi thở, thì cái tưởng nó dễ nó xen vào trong đó. Bởi vì khi mà chúng ta đi vào một cái sơ thiền mà nhập được cái sơ thiền, thì bắt đầu để mà diệt tầm tứ để đi qua cái nhị thiền đó, thì lúc bây giờ cái sơ thiền nó còn cái ý thức của chúng ta, tức là còn tầm tứ. Cho nên khi mà nó có sự thay đổi nào đó thì do cái ý thức của chúng ta nhận biết ra được liền, chúng ta dùng cái pháp như lý tác ý mà chúng ta giữ cái hơi thở của mình bình thường, không được để cho nó theo tưởng mà nó xa. Đó là ý thức. Nhưng mà khi đến mà diệt tầm tứ rồi, nhập nhị thiền rồi, thì hoàn toàn chúng ta sống trong tưởng. Cho nên bây giờ chúng ta chỉ còn duy nhất có một cái pháp, một cái pháp là như lý tác ý. Cho nên cái pháp đó luôn luôn chúng ta sử dụng nó để mà đẩy lui tất cả các cái chướng ngại pháp của tưởng thức của chúng ta. Trạng thái thần thông, phép tắc, hào quang, ánh sáng, âm thanh, các tiên Phật nói chuyện trong lỗ tai chúng ta nghe mồm một, tiếng kêu, tiếng thét, tiếng la, tiếng hò, tiếng hét, đủ loại ở trong lỗ tai chúng ta. Rồi hương sắc thì cái hương nghe mùi thơm, mùi thúi, mùi đủ loại, nó tạo ra đủ thứ làm chúng ta ngồi đây mà chúng ta hưởng tất cả những cái điều kiện mà cái cảm giác tưởng của chúng ta nó đủ loại nó xuất hiện ra. Cho nên lúc bây giờ nó khởi ra một cái gì đó thì chúng ta ngay đó là chúng ta tác ý, mặc dù trong tưởng của chúng ta vẫn có tác ý được. Cho nên chúng ta tác ý cái này là tưởng, phải lưu đi, phải lìa đi, ta không chấp nhận. Và cứ như vậy mãi mà chúng ta vượt qua một cái cơn sóng gió của tưởng, của thế giới tưởng này. Khi mà chúng ta ly nó hết được rồi thì chúng ta mới nhập được sơ thiền. Đó là một cái điều kiện mà con người tu phải thấy được, phải vượt qua một cái biển tưởng chúng ta rất là khó khăn, không phải là dễ. Hầu hết là các vị tu sai đều không vượt qua được cái biển tưởng, cho nên họ bị chìm ở trong biển tưởng. Cho nên họ có thần thông, họ có phép tắc. Như thầy nói, các vị sư yoga hoặc là các đạo sư của mật tông, họ đều rơi vào trong cái biển tưởng mà họ không có ngoi đầu lên được, mà chết ở trong đó. Rồi họ thực hiện những thần thông, bắt đầu phải đi tái sanh, rồi nói ra cái tiền kiếp của mình bằng cách này, bằng cách khác. Điều đó là điều ở trong cái thế giới tưởng tất cả hết. Nó không hay ho gì đâu, không chấm dứt được sự tái sanh của mình mà, không làm chủ được sự sống chết của mình mà. Cho nên tất cả những cái này đều là nó không đúng con đường của Phật Pháp.
Cho nên ở đây con đường của Phật Pháp để xác định cho chúng ta đi, nó có cái lộ trình, chúng ta rõ ràng bước từng bước, chúng ta đều biết sai biết đúng. Cho nên hiện giờ như con vừa trình bày, con sắp sửa để mà con nhập nhị thiền, chưa, giai đoạn của con chưa hoàn toàn chưa. Bởi vì chính con còn đang còn tâm còn lo ngoài đời, con phải còn lên Đà Lạt sống trong cái thời gian đó. Làm sao con còn lo nghĩ ngoài đời mà làm sao gọi là tâm lý dục hoàn toàn sung mãn? Đó là cái chưa có cơ chế giai đoạn thiền sơ thiền chưa có hoàn toàn xong. Cho nên bây giờ trở về thực hiện cho xong hoàn toàn, con thấy hoàn toàn, con thấy con vô tâm, sống không gia đình, không nhà cửa, hoàn toàn không có gì hết. Thì như vậy chúng ta mới có thể hoàn toàn là ly dục ly ác pháp. Mà ly dục ly ác pháp thì tâm hồn chúng ta trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không, không còn một chút gì bợn ở trong đó. Cho nên nó mới là sung mãn được cái sơ thiền. Nó còn một chút niệm, mà một niệm đó nó không trắng bạch như vỏ ốc thì không thể nào gọi là sung mãn được cái sơ thiền, tròn đầy được cái sơ thiền. Cho nên trên con đường của đạo Phật, chúng ta xác định một cái người tu mà đến cái mức độ nào trình ra thầy, thầy đều biết. Bây giờ không trình ra thầy, thầy nhìn qua cái cách thức đi, thầy cũng xác định được cái người đó đã ly dục ly ác pháp hay không. Bởi vì nó phải thể hiện qua cái từ trường của nó, qua cái dáng đi, qua cái lời nói của nó, để thực hiện được cái tâm xả của họ hay là chưa xả của họ, sung mãn hay là không sung mãn. Ví dụ như khi một cái người mà đi mà ngó qua ngó lại thì người đó không thể nào gọi là ly dục ly ác pháp. Cái người ly thì người ta phải phòng hộ sáu căn người ta, nó thành một cái thói quen bước đi thì người ta nhìn xuống, người ta không ngó qua ngó lại. Bởi vì luôn luôn nó giữ mắt tai mũi miệng thân ý của nó trong cái oai nghi tế hạnh của nó, nó đã thành một cái thói quen, một cái nếp sống của nó mới thật sự nó ly. Trong bốn thiền của đạo Phật, từ sơ thiền đến tứ thiền, cái sơ thiền là cái phương pháp khó khăn nhất, tu tập khó nhất. Còn từ nhị thiền đến tứ thiền là những cái phương pháp tu rất dễ, không còn khó khăn. Cho nên trong kinh sách Phật nói tâm nhu nhiếm dễ sử dụng, không có khó khăn, không có mệt nhọc. Nghĩa là tâm mình nó đã bình tĩnh, nó tỉnh táo rồi, nó nhu nhiếm, nó dễ sử dụng rồi, thì mình nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền không có khó khăn mệt nhọc nữa. Nhưng cái sơ thiền là quý vị phải coi như là phải vất vả, phải khổ sở hết sức với nó mới quý vị mới nhập được với nó, chứ không phải vậy. Cái sơ thiền là cái khó nhất. Cho nên con đường của đạo Phật, giới định tuệ, giới là con đường khó nhất, và định và tuệ là con đường dễ nhất, không có nữa. Con đường đầu tiên mà chúng ta đạt được thì con đường sau cùng rất dễ đối với chúng ta. Cho nên hôm nay con phải cố gắng sắp xếp yên ổn, thỉnh thoảng về chùa để tập luyện trở lại, rồi tập xả, tập sống, rồi gần bên thầy, thầy sẽ dạy từng chút trở lại để mà tập cho đúng cách, phá hôn trầm cho sạch, rồi sống như thế nào, cách thức như thế nào, để lần lượt tập cho nó đúng cách. Để mà hiện giờ theo thầy thiết nghĩ thì con là con người phải tu tập trên tứ niệm xứ. Thì tứ niệm xứ là phải đọc cư 100% để ngồi lại quan sát thân thọ tâm pháp của mình. Nghĩa là hoàn toàn là mình không còn cái hôn trầm thùy miên nữa. Còn nếu có hôn trầm thùy miên đạt thành vấn đề, nếu còn có thì con cũng nhớ rằng năm hơi thở đi kinh hành 20 bước, hoặc là một hơi thở chậm nhẹ và dài để gom tâm của mình, và năm hơi thở bình thường để mình phá cho sạch cái hôn trầm, nếu có. Còn nếu không có thì ở trên tứ niệm xứ mà thực hiện, thì cuối cùng tứ niệm xứ thì giúp cho con cái tâm hoàn toàn sung mãn cái sơ thiền của các con. Hôm nay con đường thiền định mà đủ duyên mấy con hỏi thầy của đạo Phật, thầy đã giải thích cho các con cụ thể và rõ ràng cái từ cái phương pháp cho đến cách thức tu tập. Nhưng bây giờ còn sự luyện tập, luyện tập cái pháp nào trước, cái pháp nào sau. Tuy rằng thầy nói như vậy chứ các con chưa biết cách, phải không? Vì vậy khi mà muốn biết cách như vậy thì phải trực tiếp từng người, thầy dạy từng người, hoặc là bây giờ chia ra 5 người, 3 người ở giữa cái tổ này, mỗi người đi một cái đường, người đi bên đây, người đi bên kia, và hai bên hành lang là hai người, không được đi chung nhau. Vì vậy mà mỗi người phải thực hiện, phải tập luyện ngay cái sự hướng dẫn của thầy, thì mai ra mấy con mới biết cách thức tu tập. Bây giờ thầy dạy pháp đó thì phải tu một tuần lễ hay một tháng hay nửa tháng, thì tu xong thì phải dạy pháp khác. Thường rồi mới dạy pháp khác. Dạy pháp khác rồi, những cái pháp đó các con đã tập xong rồi, cũng như là mình học dở lòng xong rồi thì đâu còn học cái bài dở lòng lại, mà bây giờ phải học lên cái lớp khác chứ. Các con hiểu điều đó. Bây giờ các con học lớp 1 rồi thì các con lên lớp 2 thì học bài dở lớp 2, chỉ cái bài dở lớp 1 để cho các con học được cái lớp 2 thôi chứ. Chứ đâu phải bây giờ lên lớp 2 mà còn học lại bài dở lớp 1. Cũng như bây giờ các con lên cái lớp cao tu tứ niệm xứ mà bây giờ còn đi tập năm hơi thở đi kinh hành một vòng thì có nghĩ lý gì, phải không? Bây giờ các con lên một cái lớp tu tứ niệm xứ mà các con còn ngồi hít thở quán ly tham, quán ly sân, quán ly si này còn cái gì? Cái lớp này đã qua rồi, bây giờ còn ngồi tu tập lại thì như vậy là có đúng không? Phải không? Các con hiểu không? Lẽ mình bây giờ mình học lớp 1 rồi lên lớp 2 cũng còn học cái bài vở lớp 1 nữa sao?
phải bỏ nó chứ, lấy cái học của lớp 1 để làm cái cơ căn căn bản để học những cái bài mới của lớp 2 chứ. Các con hiểu điều thầy muốn nói không? Đó, đó là cái chương trình học của đạo Phật nó như vậy đó, chứ không phải là lặp đi lặp lại có một pháp. Còn các con niệm Phật hoài, có niệm Phật có pháp, mà tôi cuối cùng cái pháp đó có dẫn các con đi tới chỗ nào mà hết tham sân si đâu. Còn cái này người ta dẫn các con đi từng cái chỗ này, phá cái tâm tham sân si của các con. Khi có cái tham sân si nó sẽ phá cái đó, nó không có đưa các con đi sai đường. Các con thấy nó là ước thiết thực cụ thể mà. Đó là cái phương pháp tu tập nó thật sự mà Đức Phật đã vạch chúng ta ra 37 phẩm trợ đạo. Chứ đâu phải một cái pháp môn đâu, mà 37 phẩm trợ đạo này áp dụng cho trên bát chánh đạo. 8 cái nẻo này đều phải áp dụng trên những cái phương pháp đó. Nói thì các con thấy nó không ngoài cái phương pháp này mà chúng ta giải thoát được. Nhưng phải biết cái pháp nào tu trước, pháp nào tu sau. Chứ không phải là đụng pháp nào nó là tôi hợp pháp này, tôi tu pháp này, tôi hợp pháp kia, tôi tu pháp kia. Không phải đâu. Tùy theo cái đặc tướng của mình mà người ta dạy cái pháp đó nó phù hợp với mình, để cho mình xả được cái tâm của mình trong khi mình bị cái pháp đó nó nặng. Một người mà cái tâm sân nặng, còn có người có sân ít, có người sân nhiều, có người tham nhiều, có người tham ít, có người ham ngủ nhiều, có người ham ngủ ít, phải không? Mà người ham ngủ nhiều phải tu về cái pháp mà trị đối trị cái ngủ, còn cái người sân nhiều thì phải trị cái pháp về sân nhiều. Phương pháp của Phật nó nhằm vào đối trị để trị những cái bệnh đặc tướng của chúng ta, riêng biệt của mọi người. Mỗi người có mang theo một cái nghiệp quả của nó, nặng do cái nghiệp quả đó mà nó thành cái nghiệp đó nó nặng. Nó như vậy mà cái phương pháp đó nó giúp cho cái người đó thoát ra cái nghiệp đó, gọi là cái đặc tướng của họ. Cho nên nó nhiều pháp, nhưng mà mỗi pháp nó đều giúp chúng ta một chặng đường để mà chúng ta giải quyết được cái sự tu tập giải thoát của chúng ta. À, bây giờ thì thầy khuyên Diệu Hảo thì con cũng lớn tuổi rồi và cũng biết cách thức tu rồi, thì có dịp nên về để mà tập luyện trở lại kỹ lưỡng hẳn ngoài hoàn toàn, để ly dục ly pháp hoàn toàn là phải đạt được sơ thiền. Khi nào đạt được sơ thiền rồi thì bắt đầu chúng ta mới tiến tới vào cái nhị thiền.